Xin chào các bạn nha, rất chưa gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ tiếp tục xem xe cút múc đất nữa nha các bạn. Đây anh đang múc ở đoạn dòng viền nha. Chiếc này chắc 0.5 quá, bự quá. Wow, sướng vậy anh. Rào mỗi dịch nha. Wow, ôi ơi nhỏng luôn chàng. Bỏ khá là xa nha các bạn. Đây sông này cũng khá là lớn nha. Bạn xem ảnh bỏ đất giới cần vô trong nè. Khá là xa nha. Ôi ôi, căng vậy. Khá là căng các bạn. Ôi ôi kìa. Wow, wow. Rồi lấy lên. Chiếc này có 14-15 mét các bạn. Rồi ra chỗ nha. Bỏ đất nè. Thấy giới ghê chưa. Quá dữ. Phía trên bờ thì khán giả coi rất là đông nha. Wow. Ôi ôi, căng gì. Anh này anh múc hồi hộp quá các bạn. Phải nói là nếu mà dạng như mình không quen, mình xuống đó mình ngồi thôi cũng cảm giác như là nó cũng gung rồi các bạn. Mấy anh này đi quen nha, những anh tài xế gọi là lâu năm các bạn. Thank you.
quá dữ. Xe bánh bỏ vô trong nha. Căng chưa? Đất này nó cũng dẻ hay sao các bạn, lấy mình thấy lấy lên cũng nặng lắm nha. Wow, wow. Trời ơi, gắt gì. Wow, ghê vậy anh. Trời ơi. Wow. Chỗ này nó cũng khá là sâu quá mà. Kìa, có kìa, trời ơi.